Làm gì đấy? Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của mình và mình là Đức. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục làm một video cho các bạn xem. Thì cái nội dung video như nào thì mình nghĩ là tiêu đề các bạn xem qua và các bạn đã hiểu một phần nào đó rồi. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình theo chân mình để đi khám phá xem sao nhá. Thì các bạn đừng nhớ là đừng bỏ lỡ phút giây này nhá. Ok, let's go. Rồi anh em mình đang trên đường đi các bạn ạ. Chắc là khoảng một tiếng nữa là xuống nơi thôi. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem ở đây có những gì và sẽ có những thứ rất là đặc biệt luôn. Các bạn đừng bỏ lỡ phút giây này nha. Ok, và đây chính là Quất Lâm anh em ơi. Thiên đường giải trí. Thank you.
been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could, could. Anh dựa vợ anh đang tựa vào vai em. Anh dựa vợ anh đang tựa vào vai em. Đi thẳng ra kia luôn. Đó, anh em cứ lượn vòng quay hết chỗ đoạn này là xong. Cứt rồi. Giờ mình sẽ đi mình test thử cho anh em nhé. Không, anh đang bảo không này. Nhỏ đi. Chưa bị long ben mới sợ chứ. Thôi. Đi. Hải thịnh này. Giờ tổ nhanh đây là bao nhiêu vậy? Tổ nhanh đây là bao nhiêu vậy? Nhanh 200 à? Qua đêm. Thường kia. Đây nhà bác nuôi luôn đây gì? Vâng vâng. Đóng nước gì? Sao không nước? Thank you.
bọn Trung Quốc nó cũng vượt xuống tận đây kìa. Ôi vãi trưởng. Bật ra. Đi đừng quay nữa. Đâu? Vợ của bạn. Má. Vợ á? Vợ. Có thằng kia ngoài kia không? Đứa chồng nó ngoài kia không? Không. Ai? Đi là con kia. Ôi, mày ảnh làm gì đấy? Cam hành trình đi phượt đi. Đi phượt. Đã thấy bọn nó hay gắn trên mũ chưa? Cam hành trình đi phượt đi. Bự ai? Quay trộm cho anh em xem nên mình không nói được, mình không bình luận được cái gì cả ấy. Zoom quá các bạn ạ. Giờ này quay zoom lắm. Xong rồi mình phải tắt máy quay đi đấy. Không quay được nữa. Hai anh em mình đi hai biển các bạn ạ. Vừa nãy đi biển kia nước nó dâng cao quá, không tắm được. Giờ xuống cái biển này nước lại dâng cao cũng chắc không tắm được, không biết có tắm được không. Mày nói. Rồi anh ạ, quay. Mẹ quay xa quá. Giờ anh em mình đang ngồi uống nước, nghỉ ngơi dưỡng sức, chiều đi tập thể dục. Ê, quán này các bạn này. Hùng chào anh em chưa? Đây là phở bò này các bạn ơi, phở bò Nam Định nhá. Mời anh em nhé. Đây các bạn ngửi thấy mùi không? Rất là thơm luôn. Phở, nó mì xào này. Phở bò này.
ăn để chiều còn có chiều lấy sức mà tập dưỡng sinh. Trời nắng quá các bạn ạ. Mình vào trong mình quay cho anh em xem một chút nhá. Wow, nhà thờ này chắc cổ lắm rồi. Mình nghĩ nhà thờ này chắc từ cái thời Pháp Mỹ thì chắc. Vào đây đi, sóng nó cuốn ra biển bây giờ. Chào anh em. Alo. Hello anh em. Đây là thằng em của mình, các bạn nhá. Ui, đứng đây sợ gạch nó rơi đâu. Ờ. Sợ cái mảnh gạch nào nó đây, nứt, gạch rơi đấy. Nó nứt vỡ ra, nó rơi vào đầu đấy. Nhìn đẹp phết các bạn nhỉ, trông cổ. Ui. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích nó. Đừng quên để lại một like, share, comment và ấn chuông đăng ký để ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye anh em.